Con kính đảnh đại sư. Chào bác Phật. Bác xin chào tất cả các vị Phật tử học viên ở chúng ta còn lớp học. Dạ, con kính đảnh đại sư. Con kính đảnh đại sư. Dạ, 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 con. Con xin kính đảnh đại sư ạ. Dạ mong con. Hôm nay chúng ta học bài học mới về xã hữu tâm. Và cũng xin trả lời câu hỏi của một vị Phật tử. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học mới là do vì tuần này tại chùa các lớp giáo lý bắt đầu khai giảng lại. Do đó là một vài Phật tử có hỏi rằng là cái lớp học chúng ta đang học ở đây như thế nào. Thì thật ra buổi đầu đó thì tôi mở cái lớp này vì lý do một vài Phật tử có đề nghị là trong cái khoảng thời gian mà đang bị bệnh dịch á, các vị Phật tử học viên không có đến chùa được. Và cũng như là một số Phật tử ở các nơi không có đi làm. Cho nên chúng ta có cái lớp học này. Tuy nhiên do vì mặc dù ở Việt Nam thì đã được kiểm soát bệnh, tuy nhiên một số nơi đó thì cũng chưa có thể, các Phật tử học viên vẫn chưa có thể đi làm được. Và hơn nữa thì riêng ở tại Việt Nam thì có một số Phật tử không có tiền đến chùa, nhất là những vị Phật tử ở tỉnh ngoài. Do vậy đó thì tôi vẫn duy trì cái lớp học này để có thể chia sẻ được với các Phật tử ở xa. Và trước mắt thì lớp học này tôi sẽ cố gắng hướng dẫn các vị Phật tử hết cái phần căn bản, tạm gọi là căn bản ví dụ pháp, và hết cái phần lộ trình tâm. Rồi sau khi mà học xong cái phần lộ trình tâm đó, thì khi đó có thể là cái bệnh dịch nó cũng, một số nơi nó cũng hy vọng là nó cũng khả quan hơn. Thì khi đó còn tùy vào cái điều kiện thời gian của các vị Phật tử mà chúng ta sẽ chọn được giờ nào đó. Và thật ra thì tôi vẫn muốn hướng dẫn Phật tử ở các cái phần học về duyên sinh và duyên hệ, bởi vì đó là hai phần quan trọng của vi pháp. Cho nên thì những vị Phật tử nào mà ở xa đó thì tôi cũng nghĩ rằng là đây là cái điều kiện mà tôi có thể tôi làm được cái gì đó cho các vị Phật tử. Yeah. Do vậy cái lớp học này thì chúng ta vẫn tiếp tục cho đến khi mà cái lớp học này hoàn tất. Dạ, kính thưa sư, con rất là hoan hỷ sư, và con biết là cái lớp này sư dạy, nhưng mà nhiều lúc ở ngoài nước nữa sư, tụi con là những nước ngoài nữa sư, chứ không phải là trong nước đâu mà đến chùa được sư, và sư dạy á, là chúng con, tụi con những nước ngoài khắp trên, những nước ngoài trên thế giới này, đều học của sư rất là hoan hỷ, với con có nhiều bạn bè trên khắp nước á, học chứ không phải là riêng việc tại Việt Nam đâu sư. Bởi vì con rất là hoan hỷ được sư, những sư duy trì cái lớp này trên mạng cho chúng con học, cho những Phật tử con dù trong nước hay là ngoài nước, chúng con rất là hiếu học và muốn sư hoan hỷ duy trì cái lớp này lâu cho chúng con, để cho chúng con được học và sư. Dạ, con xin hết là sư. Dạ, dạ, thưa anh, thật sự là cái tinh thần hiếu học của các vị Phật tử học viên rất là quý. Và trách nhiệm chư tăng là phải có cái bổn phận đó. Chư tăng phải có cái bổn phận, bởi vì đây cũng là một cái cách mà để tri ân những vị Phật tử, và do vì nhờ có các vị hộ độ chư tăng mà chư tăng mới có cái thời gian để tìm hiểu Phật pháp. Và do đó bằng cái cách nào đó mà có thể đem Phật pháp được đến các vị Phật tử đó, đó là một cái sự tương trợ giữa chư tăng và các vị cư sĩ. Thì thật ra ban đầu đó thì
tôi hướng dẫn cái lớp học online như thế này tôi cũng hơi ngại, là do vì cái lớp học online đôi khi nó không có tiện cho bằng cái lớp học thực tế. Nhưng mà nhờ sau này chúng ta cũng có những cái phương tiện trong phòng, chẳng hạn giống như là ở trên cái chương trình học này mình vẫn có thể mình share bài vở, hình ảnh vân vân, nó cũng tương đối là nó dễ. Và một vài Phật tử họ nói rằng khi học ở đây đó, thì họ cũng có thể tiếp thu được chứ nó cũng không có quá khó khăn. Dạ. Thì ấy mà khi nào mà các vị Phật tử mà chúng ta học đó, thì chư tăng ở các nơi chứ không phải là riêng bản thân tôi, mà tất cả chư tăng vị nào cũng muốn là chia sẻ vào các vị Phật tử hết. Dạ. Thì các vị cứ các vị nào mà nghĩ rằng là mình ở xa thì các vị cũng yên tâm, là bởi vì ngoài cái lớp học này thì chúng ta cũng có rất là nhiều vị mở các cái lớp học online để cho các vị Phật tử học. Và khi mà tôi hướng dẫn ở đây thì tôi có nhận ra một điều đó, thì nó có một cái việc tiện lợi, là ví dụ giống như khi tôi dạy ở chùa đó, thì có những khi tôi bận không có mặt ở chùa thì những ngày đó phải thông báo nghỉ, mà đôi khi không thông báo không hết mấy vị Phật tử học viên, thì có những vị đến lớp thì lại là không quá công phải ra về. Còn ở đây thì hầu như là lúc nào cũng có thể dạy được, đi đâu thì tôi đem máy theo cái việc tôi hướng dẫn. Trong trường hợp mà không được thì tôi nghĩ rằng là thông báo có nghỉ thì nó cũng không có mất thời gian các vị nhiều, bởi vì các vị chỉ mở máy lên rồi không có học thì các vị chỉ tắt thôi, nó cũng gọn chứ nó không có phải là hay tội nghiệp các vị là phải bỏ cái thời gian ra đó. Chúng ta học online thì nó không có tiện bằng học thực tế, nhưng mà một vài trường hợp thì nó có tiện như vậy. Thì để khỏi mất thời gian, chúng ta bắt đầu bài học mới. Bài học này chúng ta học về cái phần sở hữu tâm. Thật ra thì trong cái sở hữu tâm, như tôi có nhiều lần nói với các vị đó, sở hữu tâm chính là cái đặc tính của tâm. Sở hữu tâm là cái phần bên đây. Sở hữu tâm chính là cái phần bên này, phần bên này là sở hữu tâm. Vì là sở hữu tâm là cái đặc tính của tâm, cho nên về phương diện ý nghĩa, từng sở hữu tâm một thì phức tạp hơn là bên tâm rất là nhiều. Mặc dù tâm thì chia đến 121 thứ tâm, trong khi thì sở hữu chỉ có 52. Nhưng mà do vì tâm chỉ có một cái đặc tính duy nhất, tức là biết cảnh thôi. Còn sở dĩ mà có nhiều cái loại tâm khác nhau đó là bởi vì do cái sự có mặt của các cái loại sở hữu hay là các cái đặc tính tâm. Chính vì cái sở hữu những cái đặc tính này mà cho nên tâm nó có nhiều loại. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là riêng về phần sở hữu á, thì tương đối là phức tạp hơn so với phần tâm. Và các vị Phật tử cũng phải chúng ta học về cái phần sở hữu này thì mình cũng phải chịu khó mình nhớ nhiều hơn là bên cái phần tâm. Là bởi vì cái như là tâm chúng ta có những cái nhóm tâm rất là dễ nhớ, ví dụ như là 40 tâm siêu thế thì chỉ là những cái con số, những cái tầng 4 tầng thánh nhân với 5 tầng thiền, hay là 15 tâm sắc giới, hay là 12 tâm vô sắc giới, vân vân, kể cả 24 tâm dục giới tình hảo thì cũng dễ nhớ, chỉ có hơi khó nhớ một chút xíu là 12 tâm sân và 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Nhưng mà bên cái phần sở hữu này, tức là bên phần đặc tính tâm á, thì lại là gần như là chúng ta phải nhớ từng đặc tính một. Nhưng mà khi mà tôi học quá thì tôi mới thấy ra một điều như thế này, là những cái phần sở hữu tâm mà tôi nhớ đó, và do được học lặp đi lặp lại mà nhớ, chứ không phải là vấn đề mà quá khó nhớ. Do đó mà tôi cũng hy vọng rằng các vị Phật tử chúng ta cũng có thể nhớ được. Và các vị nhớ rằng là khi mà chúng ta học cái nhiều pháp đó là mình có rất là nhiều cái cách phân chia. Ví dụ như là mình phân chia theo địa vức, nghĩa là tâm gồm có 4, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Hay chúng ta có thể phân làm 3, là thiện, bất thiện, vô ký. Hay chúng ta có thể phân theo nhân thì gồm có vô nhân và hữu nhân.
và chúng ta có phân theo cái khía cạnh tốt xấu, tức là vô tình hảo và tình hảo. Mỗi cái cách phân chia như vậy đó tiện cho cái việc diễn bài một cái ý nào đó, chẳng hạn giống như là chúng ta lấy theo một cái tiêu chí nào đó để mà chúng ta phân chia. Nhưng ngày hôm nay thì thật ra tôi có một cái cách phân chia khác, mà bởi vì cái phân chia này chỉ vì cái mục đích đó là để chúng ta dễ nhớ hơn cái phần đặc tính của tâm, tức là cái phần sở hữu tâm, cái phần bên đây, phần cái phần cetasika. Thì trước hết đó là tâm chúng ta chia ra làm hai, thì gồm có cái tâm tịnh hảo, và chúng ta chia làm hai gồm có cái tâm tịnh hảo. Rồi phần còn lại ở trên này lẻ ra thì theo cái cách phân chia một cái cách phân chia phổ thông đó thì sẽ là cái phần vô tình hảo, nhưng ở đây tôi không có chia phần vô tình hảo, mà chúng ta chia đó, nên chia cái phần vô tình hảo này làm hai, và nên chia cái phần vô tình hảo này làm hai, tức là cái phần tình hảo này là nên chia ra làm hai. Bất thiện. Còn cái phần này á, thì chúng ta chia thành vô nhân. Trong suốt khoảng thời gian mà chúng ta học về sở hữu á, thì các vị học viên nhớ là trong cái phần tâm á, là chúng ta chia theo ba cách này, tức là chia bất thiện, vô nhân và tịnh hảo. Trong cái cách chia này á, nếu mà chúng ta kể chỗ khác á, thì hoàn toàn là không có thích hợp, bởi vì nó không có theo một cái tiêu chí nào hết. Tức là một là chúng ta sẽ chia theo là vô nhân hoặc hữu nhân, hoặc là chúng ta chia tình hảo và vô tình hảo. Nhưng mà ở đây thì tôi chia thành ba để cho chúng ta dễ học bên theo cái dõi bên đây. Đó là cái phần sở hữu tâm. Và đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm. Thì trong cái phần sở hữu tâm này đó, các vị Phật tử nhìn trên cái biểu đồ này á, thì chúng ta thấy rằng là được chia ra làm ba. Phần sở hữu tâm này được chia ra làm ba. Thì trong cái ba cái phần được chia ra làm ba này nè, thì trước hết đó là ở đây cái phần đầu tiên á, nó thuộc về cái đặc tính chung. Cái phần thứ hai này nó là đặc tính bất thiện. Và cái phần thứ ba này là đặc tính tịnh hảo. Do bị sở hữu có ba phần như vậy, cho nên tôi muốn chia cái phần tâm bất thiện này, cả cái phần tâm này cũng ba phần để tương ứng với sở hữu tâm này cho các vị dễ nhớ. Thì đặc tính chung có nghĩa là những cái đặc tính này nó có mặt ở trong tất cả các tâm, chứ không có phân biệt thiện bất thiện vô không có phân biệt thiện bất thiện vô ký hay là bất thiện vô nhân tịnh hảo, mà cái đặc tính chung là cái tâm nào nó cũng có, nó là cái đặc tính chung. Rồi cái phần bất thiện á, cái sở hữu bất thiện á, thì nó chỉ có mặt ở trong cái tâm bất thiện. Và cái sở hữu tịnh hảo á, thì chỉ có mặt ở trong tâm tịnh hảo. Như vậy từ ba nhóm sở hữu này đó, thì chúng ta có ba cái nhóm tâm là bất thiện, vô nhân và tịnh hảo. Thì cái tâm bất thiện á, thì tất nhiên là nó có cái đặc tính, nó có bao gồm cái đặc tính chung. Bởi vì cái nhóm sở hữu mà có cái đặc tính chung này thì nó có mặt ở trong, nó đi theo tất cả các tâm.
Rồi cái bất thiện này á là nó có cái nhóm bất thiện, bởi vì nhóm bất thiện chính là nhờ cái nhóm bất thiện này cho nên cái tâm này mới gọi là cái tâm bất thiện. Do vậy á, là các vị thấy rằng các cái tâm bất thiện á, là nó có đi chung với hai nhóm sở hữu. Rồi cái tâm vô nhân này á, tâm vô nhân á, không phải là cái tâm bất thiện và cũng không phải là tâm tịnh hảo. Do vậy đó, cái nhóm tâm vô nhân này á, chỉ có thể đi với cái nhóm chung thôi. Chứ còn cái nhóm tâm vô nhân này đó thì không có thể đi với cái nhóm sở hữu nào hết ngoài những cái sở hữu chung. Rồi cái phần tâm tịnh hảo, cái phần tâm tịnh hảo đó, thì cái tâm tịnh hảo đương nhiên là có cái nhóm chung này. Cái tâm tịnh hảo là có cái nhóm chung này. Và tâm tịnh hảo thì không có thể đi với đặc tính bất thiện, sở hữu bất thiện được. Do vậy tâm tịnh hảo không có nhóm bất thiện, không có nhóm sở hữu tâm bất thiện. Mà tâm tịnh hảo chỉ có thể đi thêm với cái nhóm sở hữu tịnh hảo. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái nhóm tâm bất thiện và bất thiện tâm bất thiện cho rõ. Cái tâm bất thiện này nó đi chung với cái đặc tính chung. Cộng với cái đặc tính bất thiện. Còn cái nhóm tâm vô nhân á, nhóm tâm vô nhân thì chỉ có đi với, nó chỉ có đặc tính chung thôi. Bởi vì vô nhân không phải là bất thiện mà cũng không phải là tịnh hảo, cho nên là nó không có thể đi với cái nhóm sở hữu bất thiện và nhóm sở hữu tịnh hảo. Còn đối với cái nhóm tâm và vô tịnh hảo, xin lỗi, cái tâm tịnh hảo, cái nhóm tâm tịnh hảo này đó thì nó có đi với cái nhóm sở hữu nào của mình đặc tính chung nè. Cộng với cái nhóm tịnh hảo, cái nhóm sở hữu tịnh hảo. Vậy thì chúng ta thấy rằng là tâm bất thiện hay tâm vô nhân hay tâm tịnh hảo, tâm nào á thì nó cũng đi với cái nhóm mà gọi là cái nhóm đặc tính chung cho các tâm. Rồi riêng tâm bất thiện ra ngoài cái đặc tính chung của các tâm ra đó, thì cái tâm bất thiện nó còn đi với những cái sở hữu bất thiện. Còn cái tâm tịnh hảo đó thì ngoài cái đặc tính chung ra thì nó còn đi với cái nhóm sở hữu tịnh hảo. Chỉ riêng tâm vô nhân thì nó chỉ có những cái đặc tính chung thôi, chứ nó không có những cái đặc tính bất thiện và tịnh hảo. Rồi ở trong cái phần ngày hôm nay là chúng ta học về cái đặc tính chung của tâm. Cái đặc tính chung của tâm, và từ đây về sau để cho các vị quen thuộc với các cái tài liệu, thì chúng ta cái đặc tính chung, cái đặc tính của tâm thì chúng ta gọi là cái sở hữu tâm. Cái sở hữu tâm là được dịch từ cái chữ Chetasika. Cái chữ này, chữ Chetasika là chữ này. Chetasika tức là những cái gì mà thuộc về tâm, thì cái đó gọi là sở hữu tâm. Sở hữu tâm chữ Hán có nghĩa là những cái đặc tính, những cái thuộc tính mà tâm có thì gọi là sở hữu tâm. Thì trong cái phần đặc tính chung này, tức là cái đặc tính này nó không có thiện, không có bất thiện, mà cũng không hẳn là vô ký. Mà cái đặc tính chung này là có mặt phổ biến trong các cái tâm. Và cái đặc tính chung này nó có một cái tên, nhóm này có cái tên gọi là sở hữu tờ tha. Chữ Bali gọi là Anyasmaya.
Ayna Samana. Dạ. Chữ chữ Ayna nó có nghĩa là khác. Mà cái chữ Samana ở đây á, tức là nó chúng ta tạm hiểu theo cái chữ dịch đó gọi là chữ là nó giống. Chữ Hán, chữ tợ á, nó cũng giống như chữ tự. Chữ tợ có nghĩa là giống, tha là cái khác. Sở dĩ là có cái tên gọi là cái tợ tha, tức là giống với cái khác á. Vì cái những cái đặc tính này á, khi mà nó đi với thiện á, thì nó sẽ trở thành thiện. Đi với bất thiện á, thì nó sẽ trở thành bất thiện. Và đi với không thiện, không bất thiện, tức là vô ký, thì nó sẽ trở thành vô ký. Cho nên gọi là cái sở hữu tợ tha. Nó lặp lại, nó là chữ tợ đó là giống, tợ hay là tự, tha là khác, giống như chúng ta nói tha nhân tức là người khác vậy. Tợ tha tức là đi với cái tâm nào thì nó giống như là cái tâm đó. Ở trong cái ngôn ngữ hàng ngày đó thì chúng ta có hay nói một người ba phải. Tôi không biết đây là cái địa phương ngữ của người miền Nam, không biết là các vị Phật tử ở miền ngoài ta có biết cái từ ba phải không, có dùng không? Yeah. Cái từ ba phải tức là cái từ chỉ cho một người mà họ không có một cái họ không có cái chính kiến riêng, họ không có cái quan điểm riêng, mà họ gặp ai đó thì họ theo đó. Họ gặp ai đó thì họ xu hướng theo đó, gọi là cái người ba phải. Yeah. Thì cái chữ ba phải này nó gần giống như là cái ý nghĩa của cái chữ tợ tha, tức là cái những cái đặc tính này nó không có thiện, không có bất thiện, không có hẳn là vô ký, hay mà nó đi chung tâm bất thiện thì nó thành bất thiện, mà đi chung cái tâm vô ký thành vô ký, đi chung với cái tâm thiện thành cái tâm thiện. Nên đôi khi Dư Tăng ở trong chùa đó, và đôi khi nói đùa với nhau, không có nói người nào ba phải hết đó, mà nói người có cái tánh tợ tha. Tợ tha tức là người đó họ không có cái lập trường riêng, mà họ đi với người nào á, thì họ xu hướng theo người đó. Là mấy sư hay nói là chữ tợ tha. Tợ tha cũng từ cái ý nghĩa đó. Và ở trong cái sở hữu tợ tha đó thì nó được chia nó làm hai. Trong cái sở hữu tợ tha, dạ. Trong cái sở hữu tợ tha đó thì nó được chia làm hai. Tức là biến hành. Biến hành. Chữ Bali gọi là sapacittasa tharana. Sapacittasadharana. Cái sapa nó nghĩa là tất cả. Chitta là tâm. Sapacitta là tất cả tâm. Hay là mọi tâm, mọi thứ tâm. Còn cái chữ sadharana đó tức là nó phổ biến. Rồi, chúng ta tạm hiểu rằng chữ biến hành á, chữ biến ở đây nó cũng trùng trong cái nghĩa là phổ biến, giống như là cái việc gì mà nó phổ biến, tức là nó có mặt ở nhiều nơi. À, biến hành ở đây tức là một cái sợ cái đặc tính á, nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm nào nó cũng có, cho nên gọi là biến hành. Dạ, biến hành là có mặt ở trong tất cả các tâm. Biến hành là cái dòng đầu tiên này nè, cái dòng này gọi là biến hành. Rồi cái thứ hai là biệt cảnh. Thứ hai là biệt cảnh. Biệt cảnh là Bắc Kinh đó các. Tại vì là tôi cố gắng tôi ghi thêm chữ Bali đó, thì đôi khi các vị Phật tử
chúng ta đọc sách mà những cái chỗ mà có cái cách dịch khác đó, là chúng ta cũng còn nhận ra được biến hành và việc cảnh. Cái việc cảnh á, cái biến hành và việc cảnh á, nó giống nhau cái chỗ á, là cả hai đều là tợ tha, tức là nó không có một cái tánh riêng, không có tánh thiện riêng, không có cái tánh bất thiện riêng, không phải có tánh vô ký riêng, mà đi với cái tâm nào á, thì nó sẽ theo cái tâm, nó sẽ trở thành cái tánh của cái tâm đó, đó là cái tợ tha. Nhưng mà biến hành và biệt cảnh khác nhau một chỗ là biến hành á, là có mặt ở trong tất cả các tâm, còn biệt cảnh á, thì nó còn tùy theo cái loại tâm, chứ không phải mà nó có tất cả một trong 121 thứ tâm như là biến hành, mà nó chỉ có một cái số tâm chuyên biệt thôi, chỉ biệt ở đây là riêng. Dạ, biệt là riêng. Biệt cảnh á, tức là sáu cái biệt cảnh, tức là sáu cái đặc tính như đây. Như vậy thì ở trong cái sở hữu tợ tha đó thì nó gồm có 13 sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha gồm có 13. Gồm có 7 biến hành. Biến hành thì gồm có 7. Và có 6 biệt cảnh. Dạ, 7 biến hành và 6 biệt cảnh. Rồi hôm nay bây giờ chúng ta học về cái sở hữu biến hành. Sapacittasa dharana, sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành á, thì gồm có 7 sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành á, thì gồm có 7. Đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền. Tác ấy, sở dĩ mà tôi viết luôn một loạt như thế này đó, là để tôi muốn cho các vị Phật tử chúng ta thuộc lòng. Hồi trước mấy ngày dạy thì mấy ngày dạy những cái chỗ này để cho học viên dễ thuộc lòng đó, thì chúng ta cố gắng là chúng ta đọc chung một lần. Bởi vì thứ nhất là tên của các cái sở hữu này nó cũng ngắn gọn. Và thứ hai, khi mà chúng ta đọc liền lạc như vậy đó thì chúng ta dễ nhớ. Và do đó khi hồi nhỏ tôi học đó, thì tôi cũng được dạy rằng là cái 7 cái sở hữu biến hành gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Và khi mà đọc như vậy lâu ngày đó thì chúng ta nhớ nào không hay. Cho nên về cái cách mà học chi pháp đó, nhất là những vì đệ tử của ngài Hòa Thượng Tịnh Sử thường thường hay dạy cách đọc học bắn tắt thì cho dễ nhớ. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Và ở đầu giờ học đó, tôi cũng lưu ý các vị Phật tử là do vì cái phần sở hữu này nó hơi nhiều, và mỗi sở hữu là một cái đặc tính riêng biệt của tâm, và do đó là nó không có dễ nhớ giống như là ở bên tâm. Cho nên cái phần sở hữu này thì có lẽ là chúng ta cũng học hơi chậm. Tại vì trong cái 7 cái sở hữu biến hành này á, thì gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Và trong tất cả các tâm
trong 121 tâm, tâm nào cũng có xúc thọ tưởng tư nhất hành quyền tạc ý. Và bảy cái đặc tính này, bảy cái sở hữu này khi mà có mặt, không phải riêng chỉ bảy cái sở hữu này mà trong tất cả các cái sở hữu tâm là nó có mặt cùng chung với tâm, không trước không sau. Các vị Phật, tôi cũng ôm lại hôm trước tôi có nhắc á, là trong giữa cái tâm và sở hữu á, nó có bốn cái tương đồng, tức là cái đồng sanh, đồng sinh, đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng căn. Đồng căn ở đây tức là tâm nương ở căn nào thì sở hữu cũng nương ở căn đó. Ví dụ giống như là tâm nương ở tâm nhãn thức á, và nương ở sắc thần kinh nhãn, thì toàn bộ sở hữu có mặt cùng với cái tâm nhãn thức á, là cũng ở thần kinh nhãn, chứ không có thể nào mà tâm nương ở thần kinh nhãn và các cái sở hữu nương ở chỗ khác, bởi vì các cái sở hữu chỉ là cái đặc tính của tâm thôi. Như vậy thì khi mà giữa tâm và sở hữu á, thì chúng tôi ôm lại hôm trước học về tâm, tôi có nhắc cái phần này rồi, là cái giữa tâm và sở hữu có luôn luôn là có bốn cái sự đồng nhất như vậy, tức là đồng sinh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng căn. Đồng cảnh tức là tâm nhận biết cảnh nào thì sở hữu cũng nhận biết cảnh đó, không có trường hợp mà tâm biết cảnh này mà cái sở hữu biết cảnh kia, không thể như vậy. Rồi khi một tâm mà sanh lên á, thì tối thiểu cũng phải có bảy cái yếu tố này. Đó là một cái tâm đơn giản nhất, như là cái tầng cặp ngũ song thức, tức là nhãn, tâm nhãn, thức, quả thiện hay quả bất thiện á, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái tâm đơn giản nhất á, thì cũng phải gồm có bảy cái đặc tính này, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý. Trong cái phần này các vị học đó, có thể nó hơi ngán, nhưng mà cố gắng là chúng ta phải học trong cái phần sở hữu này cho nó rõ. Thì trước hết đó là chúng ta học, chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa của xúc. Xúc Bali là phát xác. Xúc á, tức là một cái đặc tính của xúc á, là khi mà chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta lấy cái thân xúc cho các vị dễ nhận ra. Ví dụ giống như là thân của chúng ta đó, cái thần kinh thân á, tức là cái thần kinh xúc giác của chúng ta đó. Giờ thần lấy cái thần kinh xúc giác. Và cái thần kinh xúc giác này đó, khi mà xúc chạm một vật nào đó, có cái tính, có cái đặc tính, theo bao nhiêu pháp gọi là có cái đặc tính chướng ngại của đất á, một vật nào đó, thì khi đó đó, nó có cái gọi là có cái tâm nhận biết gọi là thân thức. Như vậy thì để mà cái tâm thân thức mà nó có mặt á, tức là nó phải có cái điều kiện á, là cái thần kinh xúc giác và có cái vật tiếp chạm, vật nào đó tiếp chạm, thì khi đó
thì nó mới có mặt của cái tâm thân thức. Và cái sự gặp gỡ của ba cái điều kiện này, tức là căn, cảnh, thức, cái sự gặp gỡ của ba cái này á, thì gọi là xúc. Như vậy xúc á, có nghĩa là một cái đặc tính mà giúp cho tâm á, gặp gỡ được với cảnh, thì cái đặc tính đó thì gọi là xúc. Bởi vì á, nếu mà chỉ có đơn giản chỉ có tâm thôi đó, mà không có cái điều kiện tiếp xúc với cảnh đó, thì tâm cũng không có mặt được. Và do đó mà nếu có cảnh mà không có xúc làm môi giới đó, thì tâm cũng không có biết được. Và do đó nhờ có cái đặc tính là xúc, tức là cái tâm nó phải tiếp chạm được cái cảnh, thì cái căn tôi nói cho các vị dễ nhận ra rằng là ở trong cái thân tâm của chúng ta đó, là nó có một cái điều kiện mà nhờ đó mà tâm sinh. Cái điều kiện đó chúng ta gọi là cái sáu căn hay là sáu môn, thì gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì lấy ví dụ giống như là mắt. Sở dĩ mà mắt có thể nhận biết được cái cảnh đó, thì trước hết đó là chúng ta phải có cái thần kinh nhãn tốt, tức là cái thần kinh nhãn nó không có bị hư, nó không phải trường hợp của người mù lòa. Cái thứ hai đó là phải có cái cảnh, thì khi mà mắt mà tiếp xúc với cảnh như vậy đó, thì khi đó nó mới có cái nhãn thức, nó mới sanh lên được, tức là cái tâm biết cảnh nó mới sanh lên. Và sở dĩ mà ba cái này nó gặp nhau được á, thì nó nhờ có cái gọi là cái đặc tính là xúc chạm. Cho nên cái đặc tính xúc á, là một cái đặc tính biến hành, tức là tâm nào cũng phải có. Đó là cái đặc tính của xúc. Ở trong cái phần sở hữu này á, thì các vị cố gắng là chú ý, là do vì á, đối so với tâm á, thì do vì tâm thật ra được kể nhiều, nhưng mà do vì có cái sở hữu tâm cho nên tâm mới được kể ra nhiều loại, chứ thật ra tâm á, thì chỉ có một cái đặc tính đó là biết cảnh thôi. Chính vì như vậy đó mà ở bên cái phần sở hữu tâm này, cái bên phần đặc tính tâm này đó, thì tương đối là phức tạp, và có những cái đặc tính gần gần giống nhau. Và do đó khi mà chúng ta học về cái sở hữu tâm đó, thì chúng ta cố gắng là chúng ta để ý theo gọi là cái ý nghĩa thực tính. Cái ý nghĩa thực tính á, là hôm trước khi chúng ta học về cái tâm tham, tâm sân á, thì tôi có nói vài đến cái trường hợp của cái cách phân tích theo cái ý nghĩa thực tính này. Và hôm đó nó những cái bài học trước đó thì chúng ta học về một vài cái ý nghĩa của cái sở hữu tham. Do vì để mà giải thích về cái tâm tham á, thì chúng ta cần phải học những cái thực tính đó. Nhưng mà lẽ ra đó thì những cái thực tính đó, đó là những cái phần mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ở trong cái phần sở hữu tâm này. Đây là cái cách mà ở trong các cái bộ sớ giải đó, thì các ngài dùng cái cách phân tích theo cái ý nghĩa thực tính này, mà nhờ đó mà chúng ta dễ dàng phân biệt được hai cái loại tâm gần gần giống nhau. Là bởi vì khi mà có hai cái tâm mà nó gần gần giống nhau như vậy đó,
nhờ những một số cái đặc tính riêng biệt mà chúng ta dễ dàng nhận biết rằng đó đó là thuộc về cái đặc tính nào, thì toàn bộ 52 sở hữu này đó, thì các vị Phật tử chúng ta sẽ được sẽ cố gắng là chúng ta sẽ cố gắng viết thêm cái phần đặc tính của tâm, xin lỗi, cái phần ý nghĩa thực tính. Tức là ở trong cái phần thường thường nó phân tích theo thực tính á, thì chúng ta được phân tầm là bốn cái ý nghĩa, đó là ý nghĩa hay là trước hết đó là nói về một cái gì đó mà cái đó nó có thực, thì cái đó nó có phải có cái đặc tính của nó. Cái đặc tính ở đây gọi là cái lakkhana. Và có một vài vị thì dịch những cái chỗ này gọi là cái bản tướng. Bản tướng hay là tướng trạng. Để tôi nói thêm thôi. Tại vì nhiều khi các vị đọc sách khác cũng có những cái dịch vậy. Dạ. Thì cái đặc tính của cái sở hữu xúc, của cái sở hữu xúc này á, chính là cái đặc tính của nó là sự xúc chạm. Còn cái hai đó là cái chức năng. Chức năng giữ cái liên hệ đó sao? Có những nơi đó thì dịch cái chữ chức năng này là cái nhiệm vụ. Có nhiều vị dịch nói đó là cái nhiệm vụ. Thì chức năng của cái xúc á, tức là giúp cho tâm giúp tâm là tiếp xúc cảnh. Là cái thứ ba đó thì gọi là cái biểu hiện, nhưng mà một vài cái quyển sách đó dịch gọi là cái một vài quyển sách đó thì dịch là sự thành tựu, nhưng mà do vì tôi thấy cái sự thành tựu đó, đôi khi các vị thấy lạ lạ cho nên tôi sử dụng cái chữ biểu hiện. Biểu hiện hay là chúng ta cũng có thể gọi là cái đặc điểm, tức là cái đặc điểm là qua đó mà mình có thể nhận ra được nó. Phải chú bạch thành á. Tôi ghi chữ Bali thêm để sau này khi mà các vị mà thấy có quyển sách nào đó mà có lối dịch khác đó, thì chúng ta coi là cái chữ Bali này. Cái biểu hiện hay là có chỗ thì gọi là cái gì, sự thành tựu hay là cái kết quả. Sự thành tựu hay kết quả nha. Này thêm thôi, sự thành tựu hay kết quả. Hay là kết quả. Kết quả là sự thành tựu đó hay là kết quả nó là gì? Là cái sự gặp gỡ của căn cảnh thức. Căn cảnh thức gặp nhau. Rồi cái thứ tư. Cái thứ tư gọi là cái nhân sanh. Nhân sanh để có xúc á. Nhân sanh
Nhân sanh để có xúc thì cần có phải có cảnh. Do vì ở đây trong lớp có những vị học viên lần đầu học ví dụ pháp, thành ra tôi cố gắng là tôi nhắc cái phần này. Có những cái lớp mà các vị học viên đã học rồi đó thì chúng tôi chỉ nói thoáng qua thôi, nhưng mà do vì cái cách phân tích theo thực tính pháp này rất là thường gặp ở trong các cái bộ chú giải hay là những cái bộ luận lớn, chẳng hạn giống như là chúng ta đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo vân vân. Dạ, thì chúng ta sẽ gặp là được phân tích theo bốn cái đặc bốn cái ý nghĩa thực tính. Và sở dĩ mà các thầy luận sư mà dùng bốn cái cách này đó là để rất dễ cho chúng ta phân biệt được giữa cái ý pháp này và ý pháp khác. Và có thể là có một số người nghĩ rằng là tại sao mà chúng ta học ví dụ pháp đó, mà chúng ta lại đi chi ly những cái thứ này. Thật ra đó là nó cũng giống như là tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì nếu mà mình biết được cái đặc tính của cái tất cả những cái thứ, những cái vật xung quanh á, thì chúng ta dễ có thể sử dụng. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là mình nói về đến thức ăn. Thì nếu mà chúng ta biết được cái đặc tính của tất cả các loại rau, quả, củ như thế nào đó, thì chẳng hạn giống như là có những cái loại rau mà chúng ta không muốn giữ lâu thì không nên để trong tủ lạnh. Còn có những loại đó thì nếu để lâu thì cần phải để trong tủ lạnh, vân vân. Rồi có những cái loại đó mà ăn sống thì lại là tốt hơn là ăn chín, ngon hơn là ăn chín. Rồi có những loại đó cũng chín nhưng mà chỉ là vừa chừng thôi chứ không phải là chín kỹ, vân vân. Nhờ những cái đặc tính đó đó mà một người làm bếp đó, họ có thể họ làm được những cái món ăn vừa ý. Thì cũng vậy đó, đối với một người tu đó, là càng phải hiểu về cái đặc tính của vạn pháp thì chúng ta mới biết được là những cái pháp đó nó có đặc tính như thế nào mình để có hành và tránh. Do vậy đó thì cái lớp thì chúng ta học ví dụ pháp là chúng ta tìm hiểu cái đặc tính sâu đó. Nên là nếu mà mình chỉ đọc những cái sách giáo khoa để kể thôi đó, thì đôi khi một người tự học đó, học vào cảm thấy rất là nhàm chán và vô vị. Bởi vì do vì mình học Phật pháp là mình để tu, mà tại sao học ví dụ pháp đó mình không tìm thấy một cái pháp tu nào trong đó hết, không có khuyên nên làm những thế này, khuyên làm những nên thế kia. Dạ. Nhưng mà thật ra đó, khi mà chúng ta nắm được cái đặc tính rồi đó, thì từ khi đó đó chúng ta sẽ biết cách làm. Chẳng hạn giống như là những nhà khoa học đó, họ biết được, họ tìm ra những cái đặc tính của thiên nhiên. Và giống như là đặc tính về cái sức hút của quả đất, rồi cái đặc tính đẩy của nước, vân vân. Mà nhờ vậy mình có thể mình vận dụng được ở trong các cái mình có thể mình làm ra những cái sản phẩm phục vụ cho con người, cũng nhờ là người ta nắm được cái đặc tính đó. Thì cái môn ví dụ pháp là nhằm để chúng ta biết rõ cái đặc tính của các pháp. Và do vì các pháp nó phức tạp, và đã vậy đó, có những pháp là trừu tượng, như là chúng ta đang học về cái phần như tâm và sở hữu này, đó là những cái thứ trừu tượng không có hình sắc nào hết. Và do đó là nếu mà không có phân tích kỹ lưỡng chi ly á, thì lại là chúng ta nhầm lẫn. Chẳng hạn giống như chúng ta nói về cái vấn đề đạo đức á, thì đôi khi chúng ta nói theo một cách bình thường, đó là một người sống ăn hiền ở lành là tốt rồi. Nhưng mà thật ra thì hỏi ăn hiền như thế nào, ở lành như thế nào thì mỗi người hiểu khác nhau. Và có những thứ mà chúng ta tưởng rằng là ăn hiền ở lành đó, nhưng mà thật ra đó, trong cái nhìn của đạo Phật á, thì họ là một người đã làm được rất là nhiều việc ác. Như lắm giống như là một người ở cái vùng nông thôn, thì đôi khi phải làm cái công việc là phải nuôi cha mẹ. Thì nếu mà chúng ta chỉ thấy rằng là một người
con mà suốt ngày dành cái thời gian tìm cái ăn cái mặc cho cha mẹ đó, thì đó là một người con hiếu thảo. Và đằng xóm thì họ cũng, mọi người xung quanh thì họ cũng đánh giá nó là một người hiền thiệt. Nhưng mà khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, hay là học kinh Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là đôi khi thấy những cái việc đơn giản bình thường như vậy đó mà chúng ta lại làm những cái ác nghiệp rất là nhiều, chẳng hạn giống như là người đó sát sanh mỗi ngày như vậy, nhất là những người ở vùng thôn quê thì họ tìm cách là họ bắt những cái loài mà họ có thể làm cái thức ăn như loài cá vân vân, mà nếu mà mỗi ngày mà họ họ giết một số cá để đủ ăn cho cả gia đình thì mỗi ngày như vậy đó thì họ sát sanh rất là nhiều. Thì nếu mà tính về cái đạo đức dân gian đó, thì người đó là người hiền, nhưng mà nói về cái Phật pháp đó, thì chúng ta đã tạo cái ác nghiệp, và tất nhiên là cái gì nó ác đó là nó là bất thiện rồi, chứ nó không phải là thiện, không phải là thiện nữa. Chính điều đó là khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, là chúng ta học hay là chi ly những cái pháp như vậy. Rồi cái đặc tính thứ hai là thọ. Nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta quyết tâm học ví dụ pháp đó, thì những cái phần này là cố gắng nhớ, và giống như là tôi nói khi nãy đó là chúng ta cố gắng là chúng ta học một học thuộc lòng một giống như là một cái câu thiệu vậy đó, thì bảy biến thành này chúng ta cứ cố gắng học thuộc lòng là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý, cố gắng học thuộc lòng. Thọ ở đây á, tức là cái sự cảm nhận cảm, giống như là cái bàn tay chúng ta tiếp xúc với cái vật nào đó thì tự nhiên là nó nảy sinh ra một cái cảm giác khi mà chúng ta tiếp chạm. Sau khi mà có xúc á, thì cái phần thứ hai đó là thọ ở đây, tức là cái cảm nhận cảnh, như là chúng ta tiếp xúc về cái vật lạnh đó, thì chúng ta cảm thấy lạnh, chúng ta tiếp xúc vật nóng đó, chúng ta cảm thấy là nóng, chúng ta cảm xúc chuyện vui đó, thì mình thấy hoan hỷ, mà thấy chuyện mà bất bình đó, thì mình cảm giác là khó chịu. Thì cái thọ ở đây á, tức là của các vị bây giờ chúng ta hiểu đơn giản đó, thọ tức là sự cảm nhận cảnh, và cảm nhận cảnh gọi là thọ. Cảm nhận cảnh gọi là thọ. Đúng là trong cái phần thọ này đó, rất là dài, do vì chúng ta có tất cả là năm thọ. Tôi lặp lại, chúng ta có năm thọ là thọ nói về tâm á, thì có ba, nói về sự cảm thọ thông qua thân á, thì có hai. Tâm á, thì gồm có là thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Còn đối với cái cảm thọ mà thông qua thân chứ không phải là thân cảm thọ được, thì thân vô vi làm sao mà nhận biết. Thì thân á, thì gồm có cái khổ, thọ khổ và thọ lạc. Và ở đây thì chúng ta chỉ nói thọ là nói chung chung, nói chung cho cả cái năm thọ. Thì thọ ở đây á, tức là cái sự cảm nhận cảnh, là các vị chỉ hiểu vắn tắt là như vậy thôi. Thọ đó là cái sự cảm nhận cảnh. Như vậy thì nói về thọ đó, thì chúng ta có cái đặc tính của thọ là gì? Đặc tính nó là cảm nhận. Đặc tính của thọ nó là cái cảm nhận cảnh. Còn cái chức năng của thọ đó, cái chức năng đó là hưởng cảnh. Hưởng hoặc là chịu cảnh. Còn cái thứ ba là
ba là cái biểu hiện. Hứng chịu cảnh hả? Hứng chịu hả? Cái chức năng là hưởng cảnh hoặc là chịu cảnh. Ở đây tôi ghi gọn hưởng cảnh, đây là cái từ để diễn đạt và gặp cái cảnh, cái thọ thuộc về cái thọ vui như là cái thọ hỷ hay là thọ lạc. Còn cái chịu cảnh ở đây thì giống như là gặp thọ khổ. Cái biểu hiện thì thông qua là nó tạo ra cái năm cảm thọ, tạo ra năm cảm thọ. Và cái điều kiện, cái nhân sanh á, nhân sinh thọ đó thì nhờ có xúc. Rồi cái đặc tính thứ ba. Tạo gì đây? Cái đặc tính thứ ba là tưởng. Cái đặc tính thứ ba là tưởng. Cái vali là sanh nha. Sanh nha là tưởng. Để tôi ghi cho nó rõ cho các vị nha. Tại do vì các vị không cảm dùng, có đôi khi chữ viết trên đây nó hơi khó. À, đó đẹp rồi đó. Sanh nha là tưởng. Tưởng ở đây á, là các vị có thể ghi chú thêm. Các vị có thể ghi chú thêm á, cho vậy nhớ đó là liên tưởng. Liên tưởng tức là khi mà chúng ta gặp một cái tâm mà tiếp xúc với cảnh á, thì trong đó nó có một cái đặc tính á, là tự nhiên nó liên tưởng đến cái cảnh đó, những cái cảnh nào mà nó đã gặp. Mà nhờ cái khả năng liên tưởng này, cho nên những cái gì mà tâm đã biết thì khi mà nó gặp lại á, thì tự nhiên là nó nhận ra. Nó nhờ cái khả năng liên tưởng đó. Ngay cả những cái gì mà tâm chưa gặp lần nào, nhưng mà nó vẫn liên tưởng những cái gì mà quen thuộc. Như vậy cái đặc tính thứ ba của tâm á, tức là cái khả năng liên tưởng, hay một vài quyển sách đó định nghĩa rằng là tưởng ở đây á, tức là biết cái đã biết. Nhưng mà tôi vẫn muốn dùng cái chữ liên tưởng là bởi vì không phải là cái nào mà chúng ta biết cái cũ mới gọi là có tưởng, mà ngay cả cái bề mặt đó chúng ta mới gặp lần đầu tiên. Tuy nhiên là trong cái đặc tính của tâm là luôn luôn nó có một cái đặc tính là nó liên tưởng tại xem coi cái việc đó, cái cảnh đó là nó đã gặp chưa. Và tất nhiên là cái việc này là chúng ta cũng không biết được, do vì phân tích cái đặc tính tâm thì nó có như vậy.
nhất là các vị Phật tử nào mà chúng ta học điện toán á, thì chúng ta sẽ dễ hiểu cái việc này. Giả sử giống như là chúng ta cần lưu trữ vào trong cái phone hay là trong cái laptop của mình cái gì đó, thì nếu mà đó là khi mà chúng ta cần lưu trữ một cái file nào đó vào trong máy, thì trong đó cái là cái phần sự bộ vi xử lý ở đó đó, nó sẽ là soát xem là cái dữ liệu đó đó trong máy đã có hay chưa. Nếu mà nó có rồi đó thì nó không cần phải lưu trữ lại nữa, để nó khỏi có mất cái bộ nhớ. Đó là cái điện toán nó có những cái chương trình nó có cái tính toán như vậy. Thì ở trong đối với tâm nó có một cái trạng thái, có một cái đặc tính là khi mà tâm nhận biết cái cảnh nào đó thì trong đó nó có một cái đặc tính gọi là cái đặc tính tưởng, tức là nó liên tưởng lại cái mà đã biết. Thì các vị cũng hiểu về cái trường hợp mà chúng ta gặp cái cảnh lạ, chúng ta nói cái cảnh này lần đầu mới biết. Tuy vậy là ở trong cái đặc tính của tâm nó vẫn có cái khả năng nó xem coi nó giống cái gì. Chúng ta hay nói rằng là mặc dù cái đó chúng ta mới gặp lần đầu, nhưng mà chúng ta tự nhiên ta liên tưởng lại coi nó giống cái gì đó, tức là chúng ta liên tưởng lại trong số mà mình đã biết thì nó có cái gì giống cái đó như hay không. Thì đó, cái đặc tính đó gọi là cái đặc tính tưởng. Thưa các vị, có nghe lại được chưa? Dạ, dạ nghe lời sư. Dạ, sư nghe. Dạ, con nghe được rồi ạ. Dạ. Bây giờ do vì cái phần cái thời gian á, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta ghi hết mấy cái thực tinh pháp này á, tôi sợ là không có đủ thời gian để tôi nói sơ qua các ý nghĩa này, là chúng ta sẽ ghi bài sau. Như nói về cái tưởng á, thì chúng ta cứ tạm hiểu đó rằng đó là một cái khả năng liên tưởng. Rồi cái thứ xúc thọ tưởng, rồi tư là cái thứ tư, xúc thọ tưởng tư, và tư chữ Pali là Chetana. Những vị Phật tử nào chưa học Pali thì chúng ta cứ đọc cái chữ C đó. Thì chữ C là bằng, cái đọc giống như bằng chữ CH vậy đó. Là chữ này đọc gọi là Chetana. Cái Chetana đó là một cái đặc tính rất là đặc biệt của tâm. Và cái Chetana này á, nếu ở trong tâm thiện hoặc là ở trong cái tâm bất thiện, thì cái Chetana này hay là cái sở hữu tư này đó chính là cái yếu tố để tạo ra nghiệp. Và Đức Phật Ngài dạy rằng là này chư tỷ kheo, ta nói nghiệp chính là cái Chetana này. Sở dĩ mà tôi nói cái chữ Chetana đó là bởi vì có một số sách trước đây đó, chữ Chetana nó dịch là tác ý. Nhưng mà cái chữ đó thì thật ra nó không có chính xác bằng cái chữ tư, còn chữ tác ý là cái cho chữ Manasika đó. Cho nên là
hồi trước có một số sách đó, dịch là chữ tiếp theo ta nói nghiệp đó, chính là cái sự tác ý. Nhưng mà sau này các vị thấy rằng cái chữ tác ý đó, nó dịch không có đúng với cái chữ chetana. Ở đây chúng ta dùng cái chữ chetana là tư. Tư ở đây á, hiểu theo chữ thông thường á, tức là cái sự chủ tâm hay là chủ ý. Nó khác với cái tác ý. Chúng ta có 7 cái sở hữu biến hành, gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì do vì cái chữ tư này á, nó dễ hiểu lầm với cái chữ tác ý, cho nên cùng lúc á, tôi muốn nói chung cái sở hữu tư với tác ý này. Các vị ghi cho dễ nhớ, đó là cái sở hữu tư á, chính là cái chủ ý, chủ tâm. Còn cái sở hữu tác ý á, là cái sự để ý, hay là chúng ta nói hay để tâm. Và hai cái này khác nhau như thế nào? Ví dụ giống như là ở trong từ cái cổng phi trường, từ cái cổng phi trường hay cổng nhà ga đi ra, thì một số người bất chánh muốn giật đồ của khách hàng. Vì cái chủ ý của những người này á, họ muốn giật đồ của khách hàng á, cho nên họ để ý những cái khách nào ra vào, họ luôn luôn họ để ý. Còn một số người khác á, là cái chủ ý của họ đó là họ để họ rước khách nào mà không có xe riêng, họ chở thuê, bởi vì họ là tài xế taxi hay tài xế gì đó, cho nên họ cũng để ý khách ra vào, xem người nào mà không có phương tiện riêng đó thì họ chở thuê. Như vậy cả hai người đó là đều để ý khách hết, nhưng mà một người là chủ ý xem coi khách nào mà có lơ đễnh hớ hên đó thì họ giật đồ. Còn cái người kia cũng để ý, nhưng mà cái chủ ý của họ đó là không phải giật đồ, mà chủ ý của họ đó là để họ chở thuê. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái chủ ý đó, nó khác với cái để ý. Cái để ý là sở hữu tác ý, mà cái chủ tâm đó là cái sở hữu tư. Và chính cái sở hữu tư đó, chính cái chủ ý đó đó, chính cái chủ ý đó mới là cái tạo cái nghiệp. Hay nói cách khác, cái chủ ý đó nếu mà cái chủ ý ác đó, mới là cái tội. Như vậy thì anh ta chúng ta ghi gọn đi, rồi thì nếu mà còn thời gian thì ta sẽ ghi thêm các cái thực tính pháp. Rồi không có thời gian đó, thì tôi sẽ đánh sẵn các cái thực tính pháp về buổi sau tôi gửi cho các vị, còn hôm nay các vị nghe thôi. Và sở dĩ nó không có đủ thời gian. Như vậy thì sở dĩ mà tôi nhắc đến cái tác ý trước lẽ ra nói sau cùng là do việc cái tác ý đó nó dễ nhầm với cái sở hữu tư. Cho nên các vị ghi ra một cái đó là cái chủ tâm chủ ý, còn cái đó là cái tác ý. Còn có những cái hình ảnh ví dụ á, trong sách vở gửi vở như thế này, là cái sở hữu tư á, nó giống như là một người lái đò, còn cái tác ý á, nó giống như là cái bánh lái hướng cái đò đó về đâu thôi. Cái tác ý nó giống như là cái bánh lái, nhưng mà cái sở hữu tư á, tức là người chèo đò, cái sở hữu tư nó là người tính toán sắp xếp. Đó là xúc, thọ, tưởng, tư và nhất hành. Chữ Bali là
chữ nhất hành này á, còn dịch cái khác á, là định. Nhưng mà tôi sử dụng cái chữ nhất hành này á, là do vì chữ nhất hành này đó dịch sát với chữ Bali. Chữ e cá là một hay là nhất, rồi gata là đi đến, hay là hay gì gọi là hành, gọi là nhất hành. Cái đặc tính của nhất hành á, là sở dĩ có chỗ còn gọi là định á, tức là cái đặc tính á, là làm cho các cái pháp đồng sanh. Pháp đồng sanh tức là tâm và các cái sở hữu khác. Giúp cho các cái pháp đồng sanh hay giúp cho tâm và sở hữu á, nhất quán với nhau. Hay người ta gọi là có người đó, có một số sách đó, thì giải thích là cái nhất hành á, hay là cái định hay là sở hữu định á, là giúp cho tâm tập trung vào cảnh. Nhưng mà tôi mới định nghĩa riêng cho các vị đó là cái nhất hành á, tức là cái đặc tính mà giúp cho tâm sở hữu đồng sanh nhất quán với nhau cùng một cảnh nào đó. Nhất quán ở đây giống như là nó giống như là ở trong một giống như bây giờ ví dụ giống như là trong cái công việc làm bếp đi, ví dụ giống như là có 5 người để chuẩn bị cái bữa ăn cho gia đình hay trong một cái buổi lễ nào đó, thì mỗi người ở trong nhà bếp đó, là người mà bếp trưởng đó, thì giống như là cái sở hữu tư như vậy. Người bếp trưởng là giống như cái sở hữu tư, tính toán sắp đặt cho người này làm việc này việc kia. Còn cái nhất hành đó, tức là tuy rằng mỗi người làm một cái công việc, nhưng mà giúp nhất hành đó là giúp cho những cái việc đó, đó nó có cùng một mục đích. Dạ. Nhất hành á, tức là giúp cho các cái sở hữu đồng sanh nó và tâm nó có cùng một mục đích. Hay nó giống như là trong cái công việc xây dựng, thì người thợ cả sắp xếp mỗi người thợ đó mà là một cái công việc. Như những cái công việc đó nó phải có cái tính nhất quán với nhau. Nhất quán là sao? Tức là cái này nó hỗ trợ cái kia để cái mục đích chung là xây dựng nên một cái căn nhà với cái kiểu mẫu như vậy. Chứ còn mà nếu mà mỗi người nó làm một kiểu, nó không có nhất quán với nhau đó, thì nó không nên thành cái căn nhà được. Dạ. Mà tất cả những người thợ đó nó cũng cùng phải có một cái chủ đích, nó phải được sắp xếp như thế nào đó. Ví dụ giống như là thợ mộc hay là thợ hồ, thì nếu mà thợ mộc thợ hồ cùng có mặt ở trong nhà đó thì dĩ nhiên mỗi người một cái công việc, nhưng mà người thợ hồ sẽ làm những cái việc nào và người thợ mộc sẽ làm việc nào cho cái căn nhà kiến trúc đó, chứ không phải là thợ hồ muốn làm kiểu gì làm rồi thợ mộc muốn làm kiểu gì làm, mà nó phải được làm một cách chừng mực vừa đủ cho cái căn nhà. Thì cái sở hữu nhất hành á, là giúp cho các cái pháp đồng sanh thống nhất nhất quán với nhau trong cùng một cảnh, thì gọi là nhất hành. Như vậy chúng ta có mấy cái sở hữu rồi: xúc thọ tưởng tư nhất hành, rồi còn hai sở hữu nữa, mạng quyền tác ý. Và cái tác ý thì tôi có nói chung với cái tác ý là giờ nói chung cái tư rồi. Còn cái mạng quyền á, mạng quyền ở đây á chính là cái sức sống của cái sở hữu. Là bởi vì tất cả những cái gì hiện hữu, cái gì có mặt thì đều phải có cái khả năng sinh tồn, khả năng sống. Thì cái mạng quyền ở đây á, tức là cái khả năng duy trì cái tâm và sở hữu có mặt ở trong cái thời gian tuổi thọ
theo cái pháp hành, tuổi thọ theo pháp hành ở đây tức là cái thời gian của cái tâm pháp là bao nhiêu á, thì nhờ có cái mạng quyền này, cái yếu tố này á, cho nên nó mới có cái sức, nó có mấy sức tồn tại. Nó giống như là như thế này, là mỗi cái thành phần vật chất, chúng ta nói rằng là mỗi cái chất liệu á, thì nó có cái tuổi thọ của nó. Chẳng hạn giống như là chúng ta có hai cây thước, một cây nó bằng gỗ, rồi một cây thì là bằng inox, thì tất nhiên là cái thời gian tồn mỗi cây nào nó cũng có cái thời gian tồn tại của nó. Thì tùy theo cái đặc tính của nó mà cái thời gian tồn tại nó được duy trì bao lâu. Chẳng hạn giống như là cây thước bằng gỗ đó, do vì nó được làm bằng cái loại gỗ, ví dụ giống như là gỗ thông, và cái đặc tính của gỗ thông á, thì nó có thể nó chỉ giữ được khoảng một thời gian giống như là 100-200 năm, còn hơn nữa thì không được. Còn nếu mà có những cái chất liệu khác giống như là bằng đá hay là bằng đồng hay là bằng các cái loại khác đó, thì nó có cái tuổi thọ thì như vậy đó. Mạng quyền ở đây á, chính là cái khả năng duy trì cái sức sống, cái thời gian có mặt, cái thời gian tồn tại của danh pháp, tức là của tâm và sở hữu. Thì cái khả năng duy trì cái thời gian tồn tại đó, nó gọi là mạng quyền, hay chúng ta hay nói rằng đó là cái sinh mệnh. Mạng quyền hay còn gọi là cái sinh mệnh. Thì trở lại là trong bất kỳ một cái loại tâm nào thì nó đều có cái 7 cái đặc tính, dù là thiện, dù là bất thiện, dù là vô ký, thì nó đều có 7 cái đặc tính này, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng quyền, đắc ý. Và bài học ngày hôm nay mà nếu mà các vị mà đánh rảnh á, đánh rảnh ở đây ví dụ giống như là trong cái lúc mà đi tới đi lui, là chúng ta lâm râm, chúng ta đọc như vậy đó, thì nó cũng rất là quý. Là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng quyền, đắc ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng quyền, đắc ý. Dạ, cảm ơn sư cơ. Chứ hành tuệ. Thì do vì cái hôm sau đó thì tôi sẽ ghi lại các cái thần tính pháp của cái đầy đủ 7 cái sở hữu này. Nhưng ngày hôm nay thì tôi muốn cho các vị nhớ cái ý nghĩa chung chung như vậy. Và xin lặp lại là đã là cái đặc tính á, của một cái của tâm thì cái đặc tính nó không có rời cái tâm được, và nó cũng phải là đồng sinh đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một căn hay là một vật là với tâm. Và những cái đặc tính này á, là phải là luôn luôn là cùng có mặt, chứ không có thể nào mà có cái, mặc dù khi mà chúng ta phân tích á, thì chúng ta thấy có vẻ giống như là có trước có sau, ví dụ giống như là nhờ có xúc cho nên mới có thọ. Nhưng mà thật ra thì nó không phải vậy, mà những cái này á, nó phải cùng có mặt ở trong tâm cùng lúc hết, chứ không có trước không sao. Nó giống như là chúng ta cầm cái phone, thì chúng ta thấy cái phone nó cứng hay là cái phone nó trơn, thì cái trứng cứng cái trơn đó là nó có mặt cùng với cái phone, chứ không phải nào mà cái cứng chúng ta chạm vô nó cứng trước rồi hồi chúng ta thấy nó trơn sau, thì không có như vậy. Mà cái cứng cái trơn đó là những cái đặc tính của cái phone đó, cho nên là nó cùng có mặt với cái phone, mà khi nào mà cái phone còn thì nó còn, mà khi nào phone mất thì nó mất. Chứ cái đặc tính đó nó không có thể nào mà nó có mặt trước hay là có mặt sau được. Thì cái sở hữu đối với tâm cũng vậy, bởi vì sở hữu là đặc tính của tâm, do đó mà sở hữu là không có thể nằm ngoài tâm. Chẳng qua là khi mà chúng ta học quá thì chúng ta chia ra từng phần như vậy, chứ còn mà thực tế mà khi mà có mặt đó, thì tâm đó nó có mặt trong cùng một lúc. Nó giống như thế này, nó giống như chúng ta gọi là một cái ly cà phê sữa đá, thì trong đó nó là phải là nước rồi cà phê rồi sữa nó cùng có mặt. Chứ nếu mà chúng ta uống nước riêng rồi chúng ta ăn cà phê riêng, chúng ta ăn sữa riêng, nó thành ly cà phê sữa. Dạ. Thì cũng vậy, chúng ta gọi là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ gì đó, thì cái đặc tính như gọi là tham, rồi đặc tính gọi là hỷ, rồi đặc tính gọi là hợp tà, rồi đặc tính là vô trợ, nó cùng có mặt, chứ không có thể nào mà cái có trước cái có sau. Thì trở lại bài học ngày hôm nay, nó là chúng ta học về 7 cái đặc tính,
của tâm, bảy cái đặc tính này trước hết gọi là tợ tha, là bởi vì nó đi với cái tâm nào á, thì nó sẽ thành tánh của cái tâm đó. Nó đi với tâm bất thiện thì sẽ thành tánh bất thiện, đi với cái tâm thiện sẽ thành tánh thiện, mà đi với vô ký thì sẽ thành tánh vô ký, cho nên gọi là tợ tha. Và bảy cái sở hữu này còn gọi là biến thành, vì nó có mặt trong tất cả các tâm, không có tâm nào mà không có bảy cái đặc tính này, cho nên bảy cái đặc tính này còn gọi là biến thành. Vậy thì sau này khi mà chúng ta học trong một tâm đó có bao nhiêu đặc tính, hay là cái tâm trong một tâm đó có những cái đặc tính gì, thì đầu tiên là chúng ta bắt buộc là phải lấy ra là nó phải có bảy cái biến thành trước, rồi còn cái đặc tính khác đó thì có thể có hoặc là không, nhưng mà bắt buộc là phải có bảy cái biến thành này, không có thiếu một cái nào hết. Thì sau này nó khi mà chúng ta học xong cái phần mà sở hữu này rồi đó, thì cái phần thứ hai đó là chúng ta phải học xem là trong một tâm có bao nhiêu sở hữu, và trong một cái sở hữu như vậy đó nó có thể có mặt trong bao nhiêu tâm. Thì nhớ hãy mà trong một tâm đó, thì đầu tiên là chúng ta phải lấy ra bảy cái biến thành này, là bởi vì đó là cái bảy cái đặc tính phổ biến trong tất cả các cái tâm. Thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học về cái bảy cái sở hữu biến thành như vậy thôi. Còn là kể chi tiết về bốn ý nghĩa của thực tính đó, thì cái phần đó chúng tôi hãy viết sau, chứ còn mày viết như vậy thì tôi cảm thấy rằng là viết nó không có được rõ ràng, mà các vị Phật tử khi chúng ta có ghi chú thì từ đây về sau thì tôi sẽ soạn cái phần đặc tính. Thì đôi khi tôi cũng đôi khi hướng dẫn các vị là tôi cố gắng là dành thời gian để tìm các cái tư liệu kinh điển liên quan bài học, bởi vì cái mục đích của chúng ta học ví dụ pháp đó, là làm sao mình để dễ dàng mình đọc được những cái lời, những cái bài kinh khó, nhất là trong kinh tạng. Và do đó mà trong cái khoảng thời gian học đó, là chúng ta cố gắng là chúng ta đem những cái bài kinh tạng đó ra giống như là những cái bài toán, và học ví dụ pháp này là giống như là cái cách để giải cái bài toán đó. Rồi do đó là tôi sẽ cố gắng dành nhiều cái thời gian để tìm những cái bài kinh, và những cái bài kinh đó sẽ là những cái bài tập khi mà chúng ta học ví dụ pháp. Thì đó là chính là cái mục đích của chúng ta học cái lớp này. Và tôi xin kết thúc cái buổi học ở đây. Thì cũng còn ít thời gian là các vị Phật tử nào mà chúng ta có cái câu hỏi liên quan bài học đó, thì chúng ta cứ hỏi. Dạ bạch sư, cho con hỏi. Dạ thưa sư, thí dụ mình tác ý là mình tự giận, tự tử á sư, là có phải là cái tâm bất thiện không sư? Cái tác ý thì bất thiện á, con hỏi lại sư. Dạ sư, cái thí dụ mà một người làm ăn thua thiệt hay là họ quẩn trí, cái họ có tác ý là tự giận á sư, tự giận chết đó, là có phải đó là tâm bất thiện của mình nó xảy ra không sư? Dạ phải. Dạ, tại vì trong khi mà họ đang buồn á, thì khi đó là tâm sân. Mà tâm sân á thì thuộc về tâm bất thiện. Chỉ có điều á là ở ngoài bên ngoài xã hội đó thì chúng ta có cái khuynh hướng, và chúng ta nghĩ rằng là hãy mà người ác, người không thiện á, tức là người đó phải làm hại ai đó thì mới gọi là bất thiện, là người ác. Nhưng mà chúng ta học ví dụ pháp á, tức là cái tâm nào mà nó cho cái quả không an lạc, cái tâm nào mà làm cho chúng ta không cảm thấy an lạc, cái tâm nó thuộc về cái tâm bất thiện hết. Thí dụ giống như trong lúc mình đang buồn thì nếu mà nói theo đạo đức xã hội đó thì khi đó mình không phải là người ác, mình không có hại ai hết. Nhưng mà học ví dụ pháp á, thì chỉ ra cái tâm đó nó đang còn là cái tâm bất thiện. Thì trước hết đó, cái tâm đó nó không có tạo ra được cái quả thiện được. Cái thứ hai đó là trong hiện tại cái tâm đó nó không làm cho chúng sinh đó được an lạc, vì lý do đó cho nên được kể vào bất thiện. Dạ con kính tri ân sư. Dạ. Sư ơi, cho con hỏi một câu. Dạ. Sư nói là tư với lại tác ý, thì cho con giải thích dùng một cái từ là tư á, có phải là cái động cơ, và cái tác ý nó là cái hành động, thái độ biểu lộ ra bên ngoài do cái động cơ nó tác động không ạ? Dạ cái tư á, ở đây chúng ta nên hiểu rằng nó là cái chủ ý. Dạ. Cái chủ, cái động cơ đôi khi bị cái động cơ đó nó còn nhiều cái động cơ,
Dạ, ví dụ giống như là một người nói là vì cái động cơ, cái sức tác động từ bạn bè mà người đó đi trộm cắp. Dạ, nhưng mà khi mà người đó đi trộm cắp thì cái chủ ý mà người đó muốn lấy cái gì đó thì cái chủ ý đó mới là cái tư. Còn cái động cơ, cái sức tác động á, thì nó khi nó là tùy. Dạ. 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 Cho con hỏi câu thứ hai là thí dụ như thọ thì cái nhân là do có xúc. Sư nói là tất cả năm cái đặc tính này nó xảy ra đồng thời, không trước không sau. Vậy thì nếu như không có nhân thì làm sao nó xảy ra được? Nó vẫn trước sau một chút xíu, nó rất nhanh, hay là nó vẫn đồng thời? Cùng một lúc. Dạ. Dạ, cùng một lúc. Ở trong vi dục pháp sau này chúng ta học nó có những cái nhân kỳ lắm. Dạ. Thay vì chúng ta thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng là cái nhân nó phải có trước thì cái quả nó có sau. Dạ. Nhưng mà học vi dục pháp đó, thì nó có những cái là nhân nó có trước, cái quả có sau. Có những cái lúc là nó tương duyên với nhau, nó có mặt cùng lúc đó, gọi là cái đồng sanh. Và có đôi khi nó sanh sau và nó tác động với cái trước. Nó có những cái trường hợp nó sanh sau và nó tác động cái trước. Ví dụ giống như là do vì cái ngày mai các vị trong gia đình có đám cưới, cho nên ngày hôm nay các vị phải chuẩn bị nhà cửa dọn dẹp. Thì sở dĩ mà chúng ta dọn dẹp ngày mai hôm nay nè là do vì cái công việc sắp cưới ngày mai, tức là công việc chưa tới. Cái công việc mà chưa tới nó vẫn tác động cái công việc sanh trước nó. Thì ở trong cái sau này chúng ta sẽ học giống như là cái nó gọi là cái hậu sanh duyên. Cái sanh sau mà nó tác động tới cái trước, chứ không phải là lúc nào là muốn tác động là phải sanh trước muốn tác động được. Như vậy nó có ba cái sự tác động, là cái sanh trước tác động sanh sau, hay là tác động bằng cách động sanh, hay là tác động bằng cách nó sanh sau nó vẫn tác động được. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con hiểu rồi ạ. Dạ. Dạ, sư cho con hỏi cái chỗ mà sở hữu tư á sư. Dạ. Trong cái chi giới có sự chủ tâm, ví dụ chi giới sát là có sự chủ tâm sát, là có phải là cái sở hữu tư này không? Dạ, chính là cái sở hữu tư đó. Chứ không phải là cái tác ý, phải không sư? Nó còn dạ phải, cái sở hữu tư, bởi vì chính cái sở hữu tư, cái sự ở đây chúng ta gọi là cái sự cố ý, thì đó là cái chính này là cái sở hữu tư, bởi vì chính cái sở hữu tư mới tạo cái nghiệp. Cho nên là một người mà phạm giới đó, là người đó cái giới nó quyết định là cái nghiệp hiện ngã, cái là chính là cái sở hữu tư. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thấu, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Trí Đặng. Thưa sư cho con hỏi, Cetana chính là nghiệp, vậy trong trường hợp tâm duy tác của vị A-la-hán thì không còn tạo nghiệp nữa, thì Cetana trong tâm duy tác của vị A-la-hán thì như thế nào? Xin sư nói rõ hơn ạ. Dạ, hết. Do vì cái Cetana trong cái tâm duy tác đó, cái Cetana đó nó không có cái điều kiện mà để nó cho quả, tức là cái điều kiện gọi là thiện và cái điều kiện bất thiện. Cho nên á, tuy rằng cái Cetana là cái quả, nhưng mà do vì nó không có cái ở trong cái điều kiện đó, hai cái điều kiện mà ngày sau này chúng ta đào sâu tại sao mà cái tâm thiện và cái tâm bất thiện á, do vì nó có cái một cái đặc tính là nó tạo ra quả. Cho nên khi mà cái Cetana ở trong cái môi trường đó thì cái Cetana đó nó mới có thể nó tạo ra nghiệp. Ví dụ giống như chúng ta nói rằng là cái hạt giống á chính là cái điều kiện mà nó cái hạt giống là cái điều kiện mà để mà chúng ta gieo trồng cây nó sinh trưởng. Nhưng mà không phải là trong trường hợp nào hạt giống nó cũng có thể sinh trưởng được. Nếu mà chúng ta để cái hạt giống trên tảng đá thì hạt giống nó cũng không sinh trưởng được. Không kể gì cái Cetana mà nó không có tạo quả được, mà ngay cả ở trong cái môi trường đó, là cái Cetana đó nó ở trong cái tâm thiện và cái tâm bất thiện rồi,
Nhưng mà vì nhiều lý do nào đó, đó mà cái Chaitanya đó nó đã tạo thành nghiệp rồi mà nó cũng không có sinh trưởng được, nó trở thành vô hiệu nghiệp nữa. Thì chúng ta nói cái Chaitanya là nghiệp đó, chúng ta chỉ nói rằng là cái yếu tố mà tạo nghiệp đó, đó chính là cái Chaitanya. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là trong trường hợp nào Chaitanya cũng tạo được nghiệp. Giống như là chúng ta nói là sở dĩ mà có cái cây đậu đó là do cái yếu tố là chúng ta phải có cái chính và có cái hạt đậu nó mới ra cây đậu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả hạt đậu đều có thể mọc thành cây đậu. Dĩ nhiên nó còn có nhiều cái yếu tố khác, nhưng mà cái chính là phải có cái hạt đậu. Ví dụ giống như một cái cây sinh trưởng nó đều có thể có nhiều cái yếu tố, giống như là nhờ có đất, có ánh sáng, có nước, vân vân, nó có nhiều thứ. Nhưng mà sở dĩ nó lên cây đậu được là do nó phải có cái hạt đậu là cái chính. Rồi bên cạnh đó mà nó được cái nó tạo được cái quả hay không, tất nhiên nó còn phải nhiều yếu tố khác nữa. Vậy thì khi nói Chaitanya là nghiệp chính là cái Chaitanya đó, thì mình nói cái yếu tố chính đó thôi. Chứ còn nếu mà nó không có những cái yếu tố phụ đó, thì nó cũng không có tạo nghiệp được. Do vậy đó, thì cái ở trong cái tâm di tác tuy rằng là có Chaitanya, nhưng mà chỉ có một mình Chaitanya thôi đó, mà nó thiếu cái khả năng tạo quả của một chúng sinh còn tiền não thì nó cũng không có cho quả được. Dạ, sa thú. Mời đạo hữu Chia Pháp lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con kính thưa sư ạ. Con có câu hỏi về cái tâm sở thức hành mà người ta gọi là định, sư. Thì con nghĩ không phải là mình hành thiền thì mình mới có định, hay là tại vì nó kết hợp với tất cả các loại tâm, như mấy cái tâm vô nhân thì nó cũng có định. Vậy là sao lúc nào nó cũng có định trong tất cả các loại tâm mà? Dạ, con xin hết. Dạ, khi mà tâm nó do vì cùng một lúc nó sanh lên với nhiều cái đặc tính khác hay là nhiều cái sở hữu khác. Do vậy đó, bao giờ tâm nó cũng phải có một cái yếu tố, đó là những cái sở hữu đó nó nhất quán với nhau. Nó nhất quán với nhau để nó biết được một cái cảnh. Vì cái yếu tố đó cho nên là nó có cái sở hữu nhất hành. Nhưng mà nếu mà cái sở hữu nhất hành này nó chỉ có mặt vừa đủ để các cái tâm nó gom lại, nó tập trung cho một cảnh thôi đó, thì cái khả năng đó nó chưa đủ gọi là định. Nhưng mà khi mà đối với cái sở hữu nhất hành đó, đó nó được một người tu tập quá tạo ra cho nó một cái sức mạnh bằng cách nó là lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì cái khả năng đó đó thì nó trở thành cái tâm định. Ví dụ giống như chúng ta thấy rằng là nước á, thì trước sau nó cũng có chừng đó cái đặc tính. Nhưng mà nếu mà nước á, mà nó được đặt ở trong một cái điều kiện nào đó, nó giống như là một cái vòi nước mạnh, thì nó có thể cái nước đó nó có thể làm cho chúng ta té. Hoặc là ngày hôm nay nó khoa học của họ đã vận dụng được cái sức mạnh của nước để người ta làm một cái máy cắt. Tôi chưa có gặp trực tiếp, nhưng mà tôi coi qua các cái tài liệu này nọ đó, thì tôi có thấy có những cái máy họ dùng nước đó mà họ có thể họ cắt giống như là người ta cắt ra, nó giống như là cắt bằng những cái lưỡi, bằng cái lưỡi cắt vậy đó. Thì nước tôi thấy nó mềm như vậy, nhưng mà nếu mà vận dụng đúng á, thì nó tạo ra một cái sức mạnh. Thì cái nhất hành cũng vậy, nếu mà nó đã đúng cái cường độ của nó đó, thì nó dẫn đến cái tâm định. Dạ, sa thú ạ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, hiện con không còn thấy những câu hỏi ở trên màn hình chat nữa ạ. Dạ. Nếu mà các vị Phật tử chúng ta không còn câu hỏi đó, thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Dạ. Dạ. Chúc cho tất cả các vị vui. Dạ. Chúng con đảnh lễ sư ạ. Kính tri ân sư của học hôm nay. Con kính tri ân sư ạ. Các vị cố gắng khi nào mà đánh đổi đó. Dạ, khi nào đánh đổi đem ra mấy cái sở hữu mà giống như người ta niệm chú vậy đó, cái xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý, khi đọc tới đọc lui như vậy thì nó thuộc hồi nào cũng hay. Dạ. Thật ra do vì lúc khi mà tôi học có nhà học cũng nhiều lớp rồi, các ngày cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy thì mình nghe mình nhớ. Rồi cái sức thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý, mặc dù có những khi
có những vị á, thế vị nhất hành bằng định, nhưng mà do việc tôi cũng quen miệng, và thứ hai nữa chữ nhất hành nó cũng sát cái chữ Bali, cho nên tôi giữ nguyên chữ nhất hành. Sớp thọ tưởng tư nhất hành bản quyền đặc ý, sớp thọ tưởng tư nhất hành bản quyền đặc ý, là bởi vì mình học như vậy nó sẽ có lợi rất là nhiều sau này. Dạ, tôi xin chúc tất cả các vị ăn vui. Dạ, dạ. Con kính tri ân sư. Rồi, chào các vị. Dạ, kính chào sư.